ở chơi gỗ này thì không thể nào tránh được lứt đúng không ạ? Và cái nỗi đau này em nghĩ là bác nào chơi gỗ cũng gặp phải đúng không ạ? Các bác đồng ý không ạ? Ở đây bác nào đã từng chơi gỗ và sản phẩm của mình nó bị lứt lẻ, các bác không hề thích một tí nào, các bác comment cho em một chữ không thích một tí nào ạ. Và là sau đây thì em có một cái này mà em cũng muốn hỏi các bác. Em muốn hỏi các bác ạ. Dạ, các bác có thể trả lời cho em để em có thể hiểu được nhá. Dạ đây ạ, câu hỏi của em như sau ạ. Em là một người bán hàng online và bán ở Việt Nam, có thể nói là nếu như để bán tượng gỗ ở Việt Nam thì chắc là em phải bán nhiều nhất luôn. Nếu để bán hàng livestream em phải bán nhiều nhất Việt Nam luôn. Nếu để chỉ có bán online, bán tượng gỗ qua livestream thì chắc là em phải bán nhiều nhất Việt Nam luôn. Đến thời điểm này bán nhiều nhất Việt Nam luôn. Em làm cách đây 2 năm thì gần như là em là một người đi đầu về livestream bán hàng, để bán số lượng hàng của em là nhiều nhất Việt Nam. Và một cái điều gây khó khăn cho em đó chính là như thế này. Thực ra thì em giao hàng thì từ tất cả mọi vùng, mọi miền ở Tổ quốc thì các bác biết rồi. Chơi gỗ này thì không thể nào tránh được lứt đúng không ạ? Và cái nỗi đau này em nghĩ là bác nào chơi gỗ cũng gặp phải đúng không ạ? Các bác đồng ý không ạ? Ở đây bác nào đã từng chơi gỗ và sản phẩm của mình nó bị lứt lẻ, các bác không hề thích một tí nào, các bác comment cho em một chữ không thích một tí nào ạ. Vâng ạ, anh bác nào chơi gỗ mà gỗ bị lứt, sản phẩm mình bị lứt ạ, hãy cộng comment cho em nhá. Các bác comment cho em ạ. Các bác có thấy khó chịu không ạ? Các bác có thấy khó chịu thì cái sản phẩm đồ gỗ của mình nó bị lứt không ạ? Dạ vâng ạ, comment cho em ạ. Vâng, mà cái điều này thì thật sự các bạn không thể tránh được ạ. Dạ vâng ạ, cái điều sản phẩm của mình nó bị lứt lẻ thật sự không ai mong muốn. Đến bản thân em là một người làm nghề rất là cẩn thận các bạn. Em làm việc cẩn thận lắm, có những sản phẩm có những sản phẩm em về đây em cũng lãi bày tương sự thật luôn các bạn. Em không phải là gì cả. Với bản thân em không phải là em là cái người làm việc thiếu trách nhiệm hay là gì cả, mà là với những có những sản phẩm em đóng thành thùng nghiêm chỉnh gửi các bác rồi, nhưng em kiểm tra lại vẫn thấy chưa ổn, em lại bắt thợ dỡ ra để làm lại cho nó ngon lành rồi mới gửi đến các bác ạ. Em phải hoàn thiện lại để cho nó thật sự là ngon lành, thật sự là chỉnh chu cẩn thận cho các bác để gửi cho các bác. Nhưng mà vì điều kiện khí hậu khác nhau cũng như là môi trường chúng ta để pho tượng gỗ của mình nó khác nhau, có thể có người bật điều hòa, có thể là trời nóng quá, lạnh quá, khô quá, nó cũng dẫn đến sản phẩm của chúng ta nó bị lứt lẻ. Cái điều này không thể tránh được. 100% những người bán tượng gỗ mà ai mà bảo các bác là sản phẩm của tôi nó không lứt lẻ thì người đấy là nói láo các bác nhá. Còn đây là em chia sẻ thật tình luôn, không tránh được sản phẩm gỗ lứt lẻ. Nhưng mà lứt lẻ thì shop bảo hành ra làm sao như nào thôi. Còn bây giờ thì là với những bác khách hàng ở xa, các bác mua hàng mà bây giờ bị lứt lẻ thì em cũng đang không biết phải giải quyết như thế nào. Cái trường hợp của các bác nhờ được người thợ người ta xử lý cho, nhờ được xưởng phun người ta xử lý cho các bác, thì em trả chi phí thì nó quá đơn giản. Nó quá đơn giản đúng không các bác? Cái điều đấy nó quá đơn giản, không đáng cái gì cả, một vài trăm nghìn đến một vài triệu, nó không đáng cái gì cả. Miễn làm sao các bác xử lý được hàng. Thì còn với những bác ở nội đô, ở những cái vùng mà không có người xử lý cái vết lứt đó thì phải làm gì? Em rất đau đầu về vấn đề đấy. Và không biết ở đây có những bác nào gặp phải cái tình trạng như vậy chưa? Ở những nơi mà chúng ta không có người xử lý cho các bác ạ. Ở đây có bao nhiêu bác đã gặp phải trường hợp đấy rồi ạ? Dạ vâng ạ. Các bác ở đây bao nhiêu bác gặp phải trường hợp đấy rồi ạ? Muốn xử lý mà không có chỗ xử lý ạ. Chỗ anh không có ạ. Đấy, cũng do thời tiết độ ẩm của gỗ khi co rút không tránh được tình trạng lứt ạ. Vâng đúng rồi, không thể nào mà tránh được ạ. Cho nên là em cũng đang phân vân. Bây giờ em xin hỏi các bác là em đang muốn là sản xuất cũng như là thiết kế một bộ đồ nó như một cái vali sách nhỏ, sách tay nhỏ thôi, và các bác có thể xử lý tại chỗ được. Em có thể hướng dẫn các bác xử lý tại chỗ, sử dụng đầy đủ những công cụ để cho các bác xử lý tại chỗ được, thì các bác có thấy tiện lợi hơn không ạ? Các bác thấy sao ạ? Các bác thấy sao về cái ý tưởng này ạ? Bởi vì thật sự thì em chỉ đứng dựa trên cái nỗi đau của khách hàng, những cái khó khăn của khách hàng để mà em đưa ra những cái phương án cho nó phù hợp nhất đối với những bác khách hàng như vậy thôi. Thì các bác thì thế nào ạ? Có cả máy móc, có cả công cụ luôn. 07 và lót chống lứt
gỗ họ bán ở hàng thùng ạ. Dạ vâng, đúng rồi anh Trung ạ, em cũng nói qua rồi. 07 và lót chống nứt gỗ họ bán ở hàng thùng à, cái này có, nhưng mà để mà có chi phí để mà làm ra những cái sản phẩm mà sử dụng 07 và lót chống nứt, chi phí độ lên rất là cao mà phải làm rất là lâu công mới được một sản phẩm như vậy. Dạ vâng ạ, có chống được lứt ạ, chống lứt rất tốt luôn ạ, và đặc biệt là sử dụng cho những loại gỗ mun. Gỗ mun là loại gỗ rất là dễ lứt, rất dễ lứt, hay rất thay lứt răm ạ, và hay sử dụng các loại lót để chống lứt này, nhưng mà cái chi phí để làm ra nó giá trị của nó rất là cao. Cái này chỉ có trừ khi những bác khách hàng thật sự là tinh ý và đặt em từ lúc mộc thì may ra em mới sử dụng cái lót này được. Còn bây giờ phần đa những sản phẩm, thành phẩm bây giờ đến 95-99% là không sử dụng cái lót chống lứt đó, thì chúng ta phải giải quyết như nào? Thì em đang muốn là có một cái bộ đồ như thế, chúng ta có thể xử lý tại nhà, hướng dẫn xử lý đơn giản. Các bác bận thì các bác có thể thuê người xử lý, còn nếu các bác rảnh tay có thể bỏ ra là 10 phút, 20 phút để xử lý những cái vết. Như vậy thì các bác thấy sao ạ? em đang chuẩn bị đi anh Trung ạ. Em đang chuẩn bị mới có ý tưởng và sẽ triển khai làm ngay, cố gắng là trong năm nay sẽ xong những cái sản phẩm như vậy. Bởi vì cái sản phẩm đó em phải sản xuất theo dây chuyền, chứ không phải làm một hai bộ đồ để gửi các bác được ạ. Và sản xuất theo dây chuyền số lượng cực lớn, hàng vài ngàn hoặc vài triệu của những sản phẩm như vậy để gửi đến các bác ạ. Rồi, ok chú Long nhá. Chào anh Trương Mạnh Cường nhá, chào anh Như Hà nhá, chào anh Đào Sơn. Tuyệt vời, cảm ơn chị Quý Nguyễn nhá.